chính thức mở bán Lumi Hà Nội giai đoạn 3 có tên là Lumi Audit. Thưa anh chị, ngày hôm nay thì chủ đầu tư đã công bố những cái thông tin ban đầu cũng như là những cái thông tin về dự án phân khu giai đoạn 3 của dự án Lumi Hà Nội, và cũng là cơ hội cuối cùng để tất cả anh chị có nhu cầu muốn sở hữu căn hộ tại dự án này, anh chị có thể là đặt booking cũng như là tìm hiểu để mà có thể sở hữu căn hộ ở đây. Và ở dự án này thì có những cái đặc điểm như thế nào để mà nó trở thành một cái phân khu cao cấp nhất và gọi là tốt nhất trong cái dự án Lumi Hà Nội này anh chị, thì Hòa sẽ cùng điểm qua với anh chị một số cái đặc điểm đặc sắc như sau. Thứ nhất thưa anh chị, hai cái tòa của chúng ta nó sẽ cao khoảng 30 tầng và theo những thông tin của chủ đầu tư sẽ bố trí 697 căn hộ cho hai tòa này. Tức là mỗi một tòa nó sẽ có khoảng tầm 350 căn hộ, và với bố trí số lượng khoảng 6 thang máy thì ở đây sẽ có khoảng 58 căn hộ trên một thang máy. Và đây là cái tòa nhà có cái mật độ căn hộ thang máy tốt nhất trong toàn thể các cái dự án của Vino Smart City nói chung cũng như là ở dự án Lumi Hà Nội nói riêng. Đây là một cái phần rất là quan trọng, nó giúp cho anh chị đi lại nó được dễ dàng hơn. Đây là cái điểm rất là vượt trội của cái dự án Lumi Hà Nội này, và nó cũng là xứng tầm là một cái dự án tiêu chuẩn hạng cao cấp đó anh chị, khi mà nhìn vào cái bố trí và mật độ của cái tòa căn hộ này. Cái điểm thứ hai của dự án Lumi Hà Nội giai đoạn 3 Lumi Audit này nó đặc sắc là ở cái việc chủ đầu tư đã nâng cấp toàn bộ các cái trang thiết bị bàn giao của dự án này. Khi mà chủ đầu tư đã nâng cấp toàn bộ các thiết bị vệ sinh, thì trong phòng cũng như là các cái tiêu chuẩn về phòng, ví dụ như là cửa kính thì là làm full kính cho tất cả các phòng ngủ và sử dụng loại kính cao cấp nhất trên thị trường là kính Lowy. Đi kèm với đó chính là các cái thiết bị thì chủ đầu tư cũng nâng cấp hơn, trang thiết bị được tốt hơn, và đặc biệt nữa là chủ đầu tư sẽ bàn giao cả cái máy rửa bát cho những căn hộ 3 phòng ngủ anh chị nhá. Như vậy chúng ta sẽ có lò nướng, bếp, máy hút mùi, bếp từ, lò nướng cho đến cả máy rửa bát là chúng ta đã có đầy đủ hết các cái trang thiết bị rồi. Ở giai đoạn 3 này đi kèm với cái thiết bị anh chị, các cái tiêu chuẩn bàn giao thì ở đây nó sẽ liên quan đến cái khối tiện ích của chúng ta. Ở đây sẽ có khoảng trên 88 tiện ích và sẽ có bể bơi 4 mùa, bể bơi ngoài trời tiêu chuẩn Olympic, và có đầy đủ các cái cảnh quan, không gian cây xanh, hồ nước và rất nhiều thứ khác nữa đang chờ đón anh chị khám phá cho cái dự án này. Điểm thứ 3 mà chúng ta có thể nói đến cho cái dự án Lumi Hà Nội này là ở cái cơ cấu căn hộ nó đa dạng về các loại hình thiết kế căn hộ. Từ các loại hình một phòng ngủ thì chúng ta có căn hộ 42m đến 54m. Loại 2 phòng ngủ chúng ta có những căn hộ từ 54m cho đến 85m. Ở loại 3 phòng ngủ chúng ta có những căn hộ từ 85m, 105m và thậm chí có những căn hộ 130m. Rất là đa dạng để khách hàng có thể là lựa chọn cho phù hợp. Đi kèm với đó là ở đây sẽ có những loại hình căn hộ duplex 4 phòng ngủ có diện tích từ 193 cho đến hơn 200m. Và đặc biệt ở đây sẽ có thêm cả những căn hộ penthouse có diện tích 363m² cho đến hơn 450m² anh chị. Với rất là nhiều loại diện tích đa dạng như vậy thì sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho anh chị khi mà anh chị lựa chọn một cái căn hộ phù hợp với gia đình mình ở dự án Lumi Hà Nội. Và tất nhiên rồi, khi mà nói đến dự án Lumi Hà Nội thì không thể không nói đến hai cái yếu tố rất là quan trọng. Đầu tiên phải kể đến đó chính là chỗ đậu xe ô tô. Ở dự án Lumi Hà Nội nói chung đã là một phân khu có đảm bảo lên tới trên 80% chỗ đậu xe ô tô. Thì ở Lumi Audit là phân khu cuối cùng này, chủ đầu tư cũng sẽ ưu tiên cho những khách hàng sở hữu căn hộ tại Lumi Audit với cái việc là cho mình ưu tiên đỗ xe dưới hầm theo tiêu chuẩn là 1:1. Tức là anh chị có một căn hộ thì anh chị sẽ có ưu tiên một chỗ đậu xe dưới hầm. Đây là một cái ưu tiên rất là đặc biệt cho những anh chị sở hữu cái căn hộ ở đây. Bởi vì như anh chị biết, cái việc mà chúng ta đỗ xe, đúng không anh chị, nó càng thuận tiện, anh chị đi xuống hầm, anh chị lên nhà, nó rất là thuận tiện hơn. Đó, đó chính là một cái điểm đặc biệt nữa. Và cuối cùng, khi mà nói đến dự án Lumi Hà Nội, đó chính là nói đến môi trường sống xanh, không gian sống xanh. Lumi Hà Nội là một trong những cái dự án có không gian sống xanh và hệ thống tiện ích đa dạng nhất trong tất cả các dự án ở trong đại đô thị Vino Smart City này. Với cái hạ tầng không gian cây xanh, với những cái công nghệ được áp dụng từ Singapore như là có cái bể chứa nước mưa, sau đó xử lý vi sinh và mang lại nước để mà đưa vào công viên, đưa vào tưới cây,
đưa vào các cái đài phun nước để mà trang trí trong cái dự án này. Như vậy anh chị có thể thấy một bức tranh rõ ràng hơn về cái dự án Lumi Hà Nội này. Và cuối cùng tất nhiên rồi, đó chính là giá bán anh chị. Lumi Hà Nội có giá bán chỉ 79 triệu trên 1 m², giá này chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì, cho tất cả những thứ gì mà anh chị có thể trải nghiệm và nhận được ở cái dự án này. Và với những cái tiện ích được nâng cấp như vậy thì Hòa cho rằng là dự án Lumi Hà Nội sẽ lại là một dự án, một phân khu rất là hot. Và ở đây chỉ có, lưu ý với anh chị, 697 căn hộ mà thôi. Chính vì thế nếu anh chị đang quan tâm tìm hiểu đến cái dự án Lumi Hà Nội, hay anh chị tìm hiểu một khu căn hộ nào cao cấp, một khu căn hộ có đầy đủ các tiện ích trong cái khu vực phía tây của thành phố Hà Nội này, hay là Vinhomes Smart City, thì Lumi Hà Nội xứng đáng là một dự án như vậy. Và còn được quản lý với chủ đầu tư Capitoland là người chủ đầu tư, cũng như là những cái tiện ích, những cái việc đỗ đậu xe ô tô trong cái thập kỷ ô tô tương lai này. Đó chính là cái điều rất là quan trọng. Và nếu như anh chị đang có cái nhu cầu đó thì đừng ngần ngại liên hệ với nhà tốt qua số hotline bên dưới màn hình, cũng như là cái đường link mô tả bên dưới video này anh chị nhá. Hãy mau, nhanh chóng liên hệ với nhà tốt để Hòa sẽ cùng chia sẻ với anh chị tất cả những cái thông tin về dự án Lumi Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.